không buồn tôi cũng đã. Thì mình xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Vâng, và chúng ta vừa nghe qua với tiếng hát của Thiên Minh Đạo. Và bây giờ trong lần này là trong loại 40.000 đồng. Và 40.000 đồng để cho chúng ta chạm khó qua những tập phẩm rất là cao ạ. Đúng rồi quý vị ơi, một chỉ vàng 4 số 9 BNG nha quý vị, mà chỉ có 40.000 thôi. Đúng không chị? Dạ đúng rồi, là một một đêm quý khán giả đến đây đã cũng biết được tỷ lệ rồi. Và cũng biết thời gian của chị em Phụng mà. Dễ luôn, My ơi mình... Dạ, cho nên bây giờ chúng ta có lẽ quý vị thương tình giơ tay ủng hộ giùm em nha. 40.000 đồng cho một tờ đáo vé để có cơ hội nhận qua một chỉ vàng BNG nha quý vị. Vâng ạ, và trong lời 40.000 đồng ạ. Chị đây cô xúc chị đây mấy, chị đặt cô xúc chị đây mấy, chị đây mấy, chị đây mấy, chị đã xin mời quý khách con ghé trong này trở lại đây mà nghe chưa số mấy, chị đã xuống chị đây mấy, chị đã xuống chị đây mấy, chị đây mấy, chị đây đi đi quà đầu em chân chị con quần ra ra áo mút xanh lên em vào trong quần chân mà nhảy disco bắt đầu em kêu lô tô
đề nghị của chú cho mình gửi số bò này nhé. Rồi, một chủ nhân may mắn đó chạy dòng lần này, còn ai nữa mà? Dạ, hai chủ nhân ạ. Hai người của quý vị. Rồi, dạ. Chị gái ơi, em mời chị ra đây ạ. Chị ơi. Rồi, chị ra chị đọc số giúp em nha. Rồi, bé ơi, bé. Em ra đây nè. Đây chú chị. Rồi, và hai người đứng xích vô đây nha. Rồi bây giờ em sẽ đọc qua và dạ, dòng loại ở trên là mấy ạ? Số 4. 243 ạ? 243. Vâng ạ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu số ạ. 4. Có 1. 10. Có 2. 39. Có 3. 49. Có 4. Em đọc đi, đọc đi ạ. 4. Có 1, 10, có 2, 39, có 3, 49, có 4. Dạ, rồi chị cảm ơn em nha. Rồi, tặng cho em thôi. Có 2 người trong lâu rồi. Bây giờ số dùm tụi em thì em sẽ tặng cho mọi người một con gấu bông nha. Dạ, cảm ơn chị Hàn, chị, hai chị rất là nhiều. Dạ rồi, thích. Rồi, thích màu xanh không? Đây, trong đây nè. Dạ. Dạ, hết màu xanh rồi. Dạ, đúng rồi ạ. À. Và bây giờ là tặng cho mọi người. Dạ, cái này con khác chị. Dạ, một cái cạc, một cái thẻ 50 ngàn để dạ ăn uống nha. Dạ, những thú vị và bên cạnh đó hai chủ nhân sẽ mỗi người nhận được một con gấu bông và mỗi người sẽ được nhận 5 phân vàng tương ứng với một phong bao lì xì 2.600.000 đồng. Thú vị, một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Dạ, kiểm tra là dịch vụ luôn ạ. Dạ, dạ cảm ơn chú ạ. À. Chị cảm ơn em nha. Rồi, vâng ạ, à, đêm nào cũng vậy, chú em và Hương Nam có một thời gian nghỉ, đó là một tiếng ạ. À, và cho nên bây giờ chúng ta sẽ được tạm ngưng để cho...